Y Hoàng tại nhà sống cùng thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm. Gia đình để thi thể người đàn ông trong nhà suốt 1,5 năm vì nghĩ rằng anh ta chỉ đang hôn mê và sẽ tỉnh lại. Gia đình của người đàn ông, 35 tuổi, đã chết vì mắc COVID-19 hồi tháng 4, 2021 vẫn sống chung một mái nhà với thi thể của người này suốt 1,5 năm qua. Nguyên nhân là do họ cho rằng người thân chỉ đang bị hôn mê và một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Người chết là anh Vimlesh Sonka, nhân viên phòng thuế tại thành phố Ahmedabad ở bang Gujarat của Ấn Độ. Anh này được đưa tới bệnh viện Moti vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do bị nhiễm virus corona. Giấy chứng tử cũng đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonka. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh Sonka về nhà để chăm sóc với hy vọng người đàn ông sẽ tỉnh lại. Thi thể được cất giữ trong nhà 1,5 năm do gia đình tin rằng người đàn ông chỉ đang hôn mê và sẽ tỉnh lại. Ảnh minh họa, chuyện thi thể anh Sonka được cất giữ ở trong nhà suốt hơn một năm qua mới chỉ được phát hiện cách đây vài ngày. Sau khi một nhóm đồng nghiệp của anh này tiến hành cuộc điều tra về sự vắng bóng thời gian dài của anh Sonka. Anh ta đã qua đời vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép, ông Alok Ranjan, quan chức ở Sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express. Sau khi qua đời, thi thể anh ấy được đưa tới một viện dưỡng lão và cũng được thông báo đã qua đời. Giấy chứng tử cũng đã được giao cho người thân anh này và nguyên nhân dẫn tới cái chết là do viêm phổi kép, ông Ranjan nói thêm. Hiện không rõ vì sao gia đình anh Sonka không chấp nhận sự thật là người thân đã qua đời. Theo Times of India, sau khi anh Sonka qua đời, gia đình anh này tiếp tục đưa thi thể người thân tới một bệnh viện khác và tại đây, anh này cũng được thông báo đã chết. Nhưng gia đình anh Sonka vẫn đưa thi thể về nhà và chăm sóc như thể anh này đang trong giai đoạn hôn mê và sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó. Còn theo Free Press London, gia đình anh Sonka đã chuẩn bị tổ chức lễ tang cho người thân. Nhưng khi họ dùng máy đo SPO2 kẹp vào đầu ngón tay của anh này, thiết bị vẫn ghi nhận có mạch đập và lượng oxy trong máu. Do đó, họ nghĩ anh này còn sống nên đã hủy tang lễ. Đây chính là lý do gia đình anh Sonka đã sống cùng thi thể người thân dưới một mái nhà suốt 1,5 năm qua với suy nghĩ người đàn ông chỉ đang hôn mê và sẽ tỉnh lại. Vợ, cùng với bố mẹ, anh em trai và cả gia đình đều sống chung nhà và cùng chăm sóc cho anh Sonka. Họ dùng dung dịch sát khuẩn Dettol để làm sạch thi thể của anh Sonka 3 lần trên ngày, thay quần áo hàng ngày và để thi thể trong phòng điều hòa 24 giờ mỗi ngày. Mỗi khi đồng nghiệp liên lạc hỏi về việc anh Sonka đang ở đâu, họ đều nói anh này đang bị ốm. Gia đình còn mua các bình oxy và nói với giới chức địa phương rằng anh Sonka bị hôn mê và đang được chăm sóc tại nhà. Họ đều tin anh này còn sống và sẽ khỏe mạnh trở lại, một sĩ quan cảnh sát nói với Indian Express. Mọi chuyện chỉ được phát hiện khi cơ quan của anh Sonka cử một nhóm công tác tới nhà người đàn ông để làm rõ lý do vì sao anh này vắng mặt suốt một thời gian dài. Dù được gia đình chăm sóc vô cùng cẩn thận, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy thi thể của người đàn ông, 35 tuổi, đã bị phân hủy vô cùng nghiêm trọng. Song gia đình anh Sonka vẫn không từ bỏ hy vọng. Ngay lập tức, thông tin về vụ việc được báo tới cảnh sát. Thi thể người đàn ông một lần nữa được chuyển vào bệnh viện để xác nhận đã tử vong. Lúc này, gia đình anh Sonka mới chấp nhận sự thật và đồng ý hỏa táng người thân. Không có dấu hiệu phạm tội nên chúng tôi sẽ không khởi tố bất cứ ai. Gia đình anh Sonka vẫn khẳng định anh ta còn sống cho tới khi giới chức đưa thi thể ra khỏi nhà vào ngày 24 tháng 9, ông Ranjan cho hay. Vào đêm cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được hỏa táng trước sự chứng kiến của lực lượng cảnh sát, giới chức địa phương và người thân trong gia đình anh Sonka. Gia đình anh này trước đó đã đồng thuận để hỏa táng anh Sonka, ông Ranjan nói thêm. Minh Thu, Lực Dịch.